Rất cảm ơn khán giả đến với chương trình bình luận thời sự của VKHOW. Hôm nay là chương trình thứ 6 ngày 11 tháng 10 2019. Kính chào nhà báo Huy. Dạ, kính chào tái bộ cùng quý tại đại chương trình VKHOW. Kính chào giáo sư Trần Đức Chi. Vâng, thưa anh Viên Huy và khán giả. Mới đây chúng ta đọc tin thấy rằng là ông tổng thống của nước Philippines là ông Duterte có một cái đề nghị mời và hợp tác với nước Nga về cái công ty khoan dầu. Hay nói khác đi là ông tổng thống Philippines có lời mời chính thức cái công ty Repsol của nước Nga tham dự vào cái dầu khoan dầu ở Biển Đông. Tại sao ông làm cái điều đó như vậy? Chúng ta nhớ rằng là đây là cái bản tin của cái tờ báo South China Morning Post họ đăng. Họ nói rằng là ông Duterte đã có cái hành động như vậy. Thì cái hành động đó phải nói là tờ báo họ nói đó là một hành động rất là nguy hiểm. Thì tại sao nói như vậy? Và bây giờ mình nhìn xem coi cái quan hệ giữa nước Nga, nước Mỹ, Philippines và Trung Quốc, kể cả Nhật Bản, nó nằm trong cái địa chính trị đó như thế nào mà ông Philippines làm như vậy. Trở về cái quan hệ, phải nói rằng giữa Philippines và Mỹ có một cái quan hệ ngoại giao truyền thống về từ lâu, hơn là 40-50 năm. Và cái điều đó nó mãi mãi nó giữ cho tới khi tổng thống ông Duterte lên. Bên cạnh đó nó có một cái quan hệ khác mà không muốn cũng không được, đó là cái sự trỗi dậy của nước Tàu trong cái vùng Biển Đông. Và cái sự trỗi dậy đó nó lần lần nó khống chế, nó không khống chế nhưng mà nó làm thay đổi cái hình thức định hình ở cái Á Châu Thái Bình Dương. Và Mỹ hơi lập lờ trong cái đó. Và do đó trong nhiều năm lên thì ông Duterte ổng muốn gần hơn với cái lực lượng mới lên đó là Trung Quốc. Và khi gần với Trung Quốc thì sao lãng cái của Hoa Kỳ. Và cái điều đó rõ ràng chúng ta thấy cái như vậy. Và tới giờ này thì những cái chuyện đó nó vẫn đi sụp sịch qua lại như vậy. Cái vấn đề là ông Duterte Philippines không công nhận hay là không nói về cái tòa án trọng tài thắng lợi. Không phải là ông không biết, nhưng mà ông muốn cân bằng cái quyền lực lúc bấy giờ giữa Mỹ và Trung Quốc nó xảy ra trong cái vùng đó, thì ông lại sợ ảnh hưởng tới nước Philippines. Bởi vì ông vẫn có cái trách nhiệm đối với quốc gia của ông. Ông Mỹ thì ông tới lui về thôi. Thì gần đây ông có cái lời mời như vậy, thì cái điều đó nó đều rất là nguy hiểm. Và cái đầu tiên chúng ta thấy đó làm cho nước Mỹ giận một cách là khó chịu, bởi vì cái lời mời này nó rơi vào cái thời điểm mà Mỹ và Trung Quốc đang có một cái cuộc thương chiến sống chết chưa biết ra làm sao. Cái thứ hai là hiện giờ Mỹ đang có một cuộc chiến tranh khác trong nội bộ là giữa Dân Chủ và Cộng Hòa, hay khác đi là giữa ông Trump và khổ Dân Chủ. Ông Donald Trump đang bị hàn gạch, thì nói theo cái nghĩa nào đó thì ông Donald Trump đang tan gia bối rối. Trong ở nhà ông gặp rất nhiều khó khăn, bên ngoài cũng khó khăn. Thì nước Philippines chơi hơi có vẻ xỏ lá, đưa cái đề nghị này. Nếu cái đề nghị này nó rơi vào một cái thời điểm chung, một cái thời gian T nào đó thì ok. Còn cái thời gian bây giờ là 2020, thời gian chiến tranh thương mại, và ông Trump sống chết chưa biết, thì ông đề nghị cái đó nó như thế nào. Và nếu như vậy thì cái chuyện nó xảy ra đưa nước Nga tới cái Biển Đông thì rõ ràng là cái quyền lực của Mỹ bị yếu đi, bởi vì Nga với Trung Quốc là hai người thù địch, nếu không là đối tác cạnh tranh với Mỹ. Mỹ với hai nước đó là thù địch hoặc là cạnh tranh chứ không phải đồng minh. Tự nhiên bây giờ đưa hai nước đó để mà cạnh tranh với Mỹ, bình thường là Mỹ cũng hơi yếu thế rồi, mà bây giờ trong cái hoàn cảnh này yếu thế nữa. Do đó chúng ta thấy cái việc làm của ông Duterte mình xét cho cùng thì nó có lợi cho Trung Quốc. Và rõ ràng là nếu có lợi Trung Quốc thì nhìn xuyên suốt cái đầu của ông Duterte là đúng, vì hồi xưa giờ ông là như vậy rồi. Do đó chúng ta hoài nghi là cái chuyện này ông làm có cái gợi ý của Trung Quốc mà nói một cách dè dặt như vậy, thưa anh Vương Huy. Cái trò chính trị của ông Duterte này á, thì có thể nói là người ta là
Bây giờ thì ông ấy muốn, trước đây thì ông ấy muốn theo chân của Trung Quốc, nhưng mà theo chân không nổi, mà Trung Quốc cả họ cứ đạp ra thôi. Và bây giờ thì ông muốn cân bằng cái lực lượng đó với lại nước Nga bằng cách là mời cái công ty khai thác dầu biển Rosneft và vào đây. Thì chúng ta cũng cần nhớ rằng cái công ty này cũng là cái công ty mà liên quan đến Việt Nam. Và cũng đã có lần mà cái công ty này là trước cái sự áp lực của Hải quân Trung Quốc cũng đã tạm ngưng, không có khai thác cộng tác cùng với lại Petrol, Việt Petrol của Cộng sản Việt Nam. Thì như vậy chúng ta phải điểm xem rằng là như thế này. Thì thật sự ra nước Nga của ông Putin từ trước nay và chính ông Putin đó, thì ông vẫn chưa có được định hình được cái chính sách của ông đối với Biển Đông. Tức là ông vẫn cứ lập là người ta chưa biết là cái chính sách của nước Nga với Biển Đông như thế nào. Là bởi vì rằng là chính ra nếu bây giờ tự nhiên nhảy sổ vào cái việc mà can thiệp vào Biển Đông thì có thể là Trung Quốc nói rằng là ông có một cái lợi ích gì ở cái này. Đối với Hoa Kỳ mà Trung Quốc còn nói rằng là không có liên quan gì đến Hoa Kỳ, hiến huống chi là nước Nga. Thì bây giờ có thể nếu mà do ông Duterte này mà Phi Lợi Tân mà mời Nga qua cái công ty Rosneft đó để cùng cộng tác khai thác tàu lửa ở những cái khu vực mà tranh chấp với Trung Quốc, thì có thể đây là một cơ hội để cho Nga xía vào cái chuyện Biển Đông. Nhưng mà thực tâm ông Putin có muốn xía vào thực tâm đó để mà trở thành một cái sự đối đầu với lại Trung Quốc hay không, thì cái này là chúng ta phải chờ thời gian để xem là Tổng thống Putin sẽ trả lời, hoặc là cái công ty Rosneft sẽ trả lời như thế nào về cái công việc này, thưa giáo sư. Nhưng mà anh nhớ là khán giả biết là công ty Rosneft là công ty này là 75% là của chính phủ. Nó là quốc doanh. Như vậy thì để cái đó là vấn đề rất là khó, thưa anh, xin mời. Vâng, và thưa bây giờ chúng ta lại qua đến một cái chuyện tình hình Trung Đông, nó thêm rất là phức tạp. Và chúng ta còn nhớ rằng là Tổng thống Donald Trump có nói rằng là khi mà rút tuyên bố mà rút quân khỏi Syria đó, thì ông có nói rằng là để nhường lại cái sự dàn xếp giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran giải quyết cái vấn đề này với lại Syria. Thì thưa quý vị, trong khi đó thì cái tình hình là Thổ Nhĩ Kỳ đã có một cái cuộc hành quân lớn để qua tiến vào Syria để tiêu diệt và lập tức tiêu diệt những các lực lượng mà theo Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng khủng bố. Nhưng mà cái lực lượng khủng bố này là thuộc về người Kurd, tức là ở trong một cái liên minh với lại các lực lượng quốc gia tự do của Syria đang chống với chính phủ Assad. Thì đương nhiên đùng một cái rất là đột nhiên thì Iran cũng tổ chức một cái cuộc tập trận ngay sát biên giới với lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đây có phải là một cái sự mà coi như là một cái đề phòng để cái quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ qua một cái cuộc hành quân lớn vào Syria như vậy đó, thì có thể ảnh hưởng gì đến cái quyền lợi của Iran ở cái khu vực này hay không? Thì chúng ta cũng biết ở cái khu vực này là có cái lực lượng Hezbollah, mà nó lực lượng này hoàn toàn là dựa lưng vào những cái vũ khí và những cái sự cố vấn của cái đoàn quân gọi là Hồi giáo, cách mạng Hồi giáo của Iran. Thì thưa quý vị, như chúng tôi đã nói chuyện rằng là ở giữa cái này nó có một cái đường hành lang để cho Iran có tiếp tế cho Hezbollah. Thì vậy thì bây giờ cái cuộc hành quân này có phải là để bảo vệ cho mình hay không? Thì chúng tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ bảo vệ cho Iran mà thôi, mà bảo vệ luôn, e dè rằng quân của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tiêu diệt xong sẽ có thể ảnh hưởng mà tiến sâu vào đất nước Syria, mà cái vùng này là một cái vùng còn là đang tranh chấp giữa nhiều thế lực lắm. Và chính vì cái sự tranh chấp giữa nhiều thế lực đó mà Hoa Kỳ thấy rằng nó không có lợi ích gì cho Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ đã rút đi. Và khi Hoa Kỳ rút quân như vậy á, thì như chúng tôi cũng đã trình bày, nó có nhiều cái lỗ hổng để mà tất cả các bên có thể có những cái cuộc đụng độ va chạm với nhau, nhất là những cái cuộc đụng độ đó thì lại giữa các nước mà đã liên kết với nhau. Thí dụ như là trước đây chúng ta biết là Nga có liên kết với Iran, có liên kết với Thổ và liên kết với Syria, là một cái liên minh bốn quốc gia để cùng tiêu diệt IS. Thế thì cái thời gian đó là cái thời gian mà nước Nga với lại Iran còn thân thiện. Nhưng mà sau đó thì chắc chắn ông Putin cũng nhìn cái tham vọng của Tehran, của Iran,
thì chúng ta thấy rằng cho nên là ông Putin đã có những cái thỏa thuận riêng biệt với lại Do Thái và có hứa với Hoa Kỳ là sẽ làm mọi cách để mà Iran phải rút khỏi Syria. Nhưng mà thật sự thì Iran bây giờ đã có cố vấn tràn ngập ở trong Syria và có các lực lượng ở chung quanh các khu vực đó và đang tạo một cái thế để mà chính Hoa Kỳ vì cái thấy cái thế đó của Iran cho nên Hoa Kỳ đã rút ra khỏi P5+1 làm áp lực cho Iran phải ngồi bàn hội nghị và để mà dàn xếp một cái vấn đề Trung Đông nữa chứ không phải công. Và vì thế cho nên là người ta mới thấy rằng là cái tình hình hiện tại bây giờ nó trở nên phức tạp và cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump rút quân ra khỏi Syria, Bắc Syria mà ông có tuyên bố rằng là để lại cái tất cả cái vấn đề này để cho các bốn nước tranh chấp và giải quyết với nhau thì có lẽ đây bây giờ người ta mới thấy ông là một cái thái độ khôn ngoan của Tổng thống Donald Trump chứ không phải không, thưa giáo sư. Thưa, chúng ta thấy thật sự thì mình rất là ngạc nhiên và bất ngờ khi Iran là nhanh chóng tổ chức một cuộc tập trận ở biên giới. Đây là một cuộc tập trận không thể không chuẩn bị. Nếu bên kia mà vừa Mỹ vừa rút quân mà thổ dọa đem quân qua, chưa đem quân qua thì Iran tập trận ngay. Nghĩa là họ có toan tính trước và họ đã biết trước. Và phải nói là lực lượng quân sự của họ rất là linh hoạt, họ đưa xuống đó. Và tới giờ này thì ông tướng tư lệnh của cái tập trận này ông nói rằng đây là một cuộc tập trận để ngăn chặn không cho Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria. Ông không nói gì hết, đưa Syria là cái đất mà Tổng thống Erdogan đã mời Iran vào và không có mời Mỹ. Vì thế cho nên cái thứ hai là hiện giờ cái lực lượng của Iran mà tập trận ở đó vô tình nó cứu cái người Iran. Và bây giờ chính phủ Syria nói rằng là sẽ đón nhận cái lực lượng người khớt để làm cái lực lượng giúp cho Syria chống khủng bố. Như vậy thì có cái nơi cho và chắc chắn là lực lượng khớt sẽ trung thành với nước Thổ. Chúng ta thấy đây là một cái hành động phải nói rằng nước Iran hiện giờ làm cái đó là một cái hành động rất là cả quyết, rất là quyết đoán của một cái nước cường quốc ở mới dám làm cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì làm cái đó là chống lại với cái lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, mà sau lưng Thổ Nhĩ Kỳ là NATO. Cái thứ hai là chống lại luôn người Mỹ. Thì ra cái điều này cho thấy rằng đặt Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vào trong cái thế rất là khó. Và hiện giờ chúng ta thấy cái nước Iran đã không quan ngại cái chuyện Hoa Kỳ đang trừng phạt họ và cũng không quan ngại vào P5+1 gì cả, và họ một cách bản lĩnh họ làm mấy cái chuyện đó công bố công khai. Và cái điều đó chúng ta thấy là nếu mà đọ xuống thì chắc chắn là nổ súng ở đó thì Thổ Nhĩ Kỳ rất khó có thể là thắng được Iran, chưa kể cái Iran có thể đánh ngược trở lại biên giới để đưa cái người Thổ trở về lại. Thì cái điều đó Iran họ làm được vì cái đó là cái nghề của lực lượng Iran, họ từng làm cái đó ở Yemen họ làm được. Do đó chúng ta thấy qua cái đợt này chúng ta thấy là Iran là một cái quốc gia rất là sừng sỏ, cường quốc thì không dám nói, nhưng mà khu vực đó là Iran rất là linh hoạt và đưa quân qua đó là vừa chống với Thổ Nhĩ Kỳ mà vừa chống luôn với Mỹ. Thưa anh Viên Huy, cảm ơn khán thính giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.